Chào chị, chị uống nước. Tôi cho em đèn đá không đường. Xin lỗi chị, đây là nơi làm việc chứ không phải quán cà phê. Tên của chị là gì nhỉ? Gọi em là em bé. Tên của chị thì cũng đáng yêu đấy, nhưng mà chị còn tên gọi nào khác không ạ? This is AMEE, baby, do you wanna play with me? Ok chị Amy, bây giờ tôi sẽ... Anh nhà ở đâu thế? Mong chị tập trung vào buổi phỏng vấn, tránh những chủ đề ngoài luồng khác. Chị thấy cơ sở vật chất của công ty chúng tôi thế nào? Nhìn đâu thì em cũng duyệt. Vậy thì tốt, chị Amy tốt nghiệp được bao lâu rồi nhỉ? Cũng đã được mấy năm. Trường hợp của chị ra trường đã lâu nhưng vẫn chưa tìm được cho mình một công việc. Có lẽ tôi cần thêm thời gian để xem xét. Em đợi anh nhé, em chờ anh nhé. Thôi được rồi, để tránh làm mất thời gian của chị, nhưng vấn đề đó tôi sẽ cân nhắc sau. Tôi có thể xem qua CV của chị được không? Cảm ơn chị. Có mỗi vấn đề bé tí mà chị nói to thế. Nhân viên bao người họ lại hiểu lầm. Thì trường hợp của chị chúng tôi đã cân nhắc xong. Bằng cấp cũng chỉ là một phần, quan trọng là năng lực thực sự của mỗi người. Vì vậy hẹn chị vào 8 giờ sáng mai có mặt tại công ty để tiến hành nhận việc. Chúc mừng chị. You make me feel like I got everything. Anh chị Dân, anh đến đây từ bao giờ vậy? Anh vẫn luôn ở đây. Tôi nhớ là buổi phỏng vấn của anh sẽ diễn ra vào sáng ngày mai. Nhưng không sao. Anh biết đến công ty chúng tôi bằng cách nào? Người ta cho tôi biết. Anh thấy bản thân mình có điểm gì nổi bật so với các ứng viên khác? Anh có một bờ vai đủ rộng. Đồng ý là anh có ngoại hình và thể chất tốt. Nhưng nếu không có bằng cấp và năng lực chuyên môn, anh nghĩ tại sao chúng tôi lại phải tuyển anh? Anh cứ hy vọng thôi. Vậy trở ngại lớn nhất trong công việc của anh là gì? Tôi sợ mình quá ngốc. Tôi nghĩ đó không phải là vấn đề, chỉ cần anh tự tin vào bản thân. Kể từ giờ anh sẽ không tin vào ai. Ý tôi là anh chỉ cần tự tin rằng bản thân mình sẽ làm tốt công việc. Kể cả anh đây cũng chẳng thể tin ai. Thôi được rồi, tạm gác lại việc đó sang một bên. Tôi muốn biết anh có đang duy trì một lối sống sinh hoạt lành mạnh hay không. Tình giấc vào lúc trưa hay ban chiều. Không sao, miễn là anh luôn có mặt và làm việc đúng giờ là được. Anh Chi Dân, anh có thể làm tối đa bao nhiêu ca trong một tuần? 1, 2, 3, 4 ngày. Chưa được cụ thể cho lắm. Như anh đã biết, đây là công việc part time và chúng tôi cũng chưa biết được năng lực làm việc của anh. Vì vậy, chúng tôi đưa ra offer cho lương tháng thử việc đầu tiên là 2 triệu đồng. Anh thấy sao? Anh sẽ rất hạnh phúc. Tốt, anh có thể bắt đầu đi làm từ ngày mai. Nếu không còn gì thắc mắc về công việc, anh có thể ra về. Chỉ cần anh xa vờ biến mất. Rồi, cái ông này đi phỏng vấn mà cũng phải gọi cả mẹ đi theo nữa. Như trẻ con ấy. 2 triệu. Sao? 2 triệu. Chào anh. Anh là... Tôi là ai? Tôi đang hỏi. Thôi rồi, để tôi cứ tự kiểm tra. Anh Eric đúng không nhỉ? Là tôi. Trong mặt anh hơi thiếu sức sống. Có vẻ như anh chưa có được thể chất và tinh thần tốt nhất cho buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Anh sự ngu ngốc. Không, ý của tôi là... Anh thật lòng xin lỗi. Tôi không có ý định trách móc gì anh. Chỉ là... Thì anh sai. Anh không cần phải quá nhạy cảm như vậy. Thôi được rồi, vào chủ đề chính. Anh có gì để chứng minh mình phù hợp với công việc này? Thời gian sẽ minh chứng tất cả. Chưa được rõ ràng cho lắm. Như tôi ghi nhận trong hồ sơ, anh có thể giao tiếp thành thạo 3 thứ tiếng: tiếng Việt, tiếng Kinh và tiếng mẹ đẻ. Ngoài ra, anh còn có thể giao tiếp cơ bản được ngoại ngữ nào khác nữa không? Baby, rất tốt. Trong môi trường chuyên nghiệp thì việc thành thạo được nhiều thứ tiếng chính là một lợi thế. Giả sử, nếu được nhận, anh nghĩ mình có thể làm gì để đóng góp giá trị cho công ty? Rồi ta sẽ... Cũng không đến mức vĩ mô như vậy. Tôi chỉ muốn hỏi dự định của anh trong tương lai gần. Có lẽ chúng ta nên dừng lại ở đây. Có vẻ như đang có vấn đề gì đó khiến anh không thể tập trung được vào buổi phỏng vấn. Anh sẽ ra đi. Anh đừng hiểu sai ý của tôi. Chỉ là tôi thấy tâm trạng hôm nay của anh hụt hẫng, gạt nước mắt nhớ cay buồn nhân. Chào anh. Sao phỏng vấn anh cầm theo cái gì kia? Hai tay anh ôm xương dòng rất đau. Thế thì anh cứ để lên bàn cũng được mà. Mà anh là... Có lẽ em cũng đã quên anh rồi. Xin lỗi anh, một ngày tôi phỏng vấn rất nhiều ứng viên nên không thể nhớ hết được. Vậy tên của anh là gì nhỉ? Đừng gọi tên nhau. Thí nhất tôi cũng phải biết tên. Thôi được rồi, vào công việc chính. Đừng nhiều lời. Tôi không muốn làm mất thời gian của chúng ta, nhưng dù sao thì tôi cũng phải biết được một số thông tin cơ bản của anh chứ. Đừng có như vậy.
ơi. Dù anh có muốn hay không thì tôi vẫn phải làm theo đúng phận sự và nghĩa vụ của mình. Mong anh hợp tác. Anh nghĩ mình có điểm gì phù hợp với tính chất công việc của chúng tôi? Tất cả đã biết anh người không tốt rồi. Nếu anh đã tự biết là bản thân mình không tốt, vậy thì làm sao anh có thể chứng minh được mình sẽ làm tốt công việc này? Chỉ cần hành động anh không chạy thêm. Anh có thể nói cụ thể hơn được không? Anh sẽ hát em nghe. Thôi có lẽ không cần đâu. Tôi vừa xem qua hồ sơ của anh, nói thật là không có gì nổi bật lắm. Anh cũng chưa từng bảo em xem, please. Tôi thấy anh không hề nghiêm túc với buổi phỏng vấn một chút nào. Do đó tôi tin rằng anh sẽ không thể đảm nhận tốt công việc mà công ty chúng tôi giao cho anh được. Nếu em không tin thì làm cam kết ngay hôm nay. Tôi thấy việc đó là không cần thiết. Xin lỗi anh, chúng tôi không thể nhận anh vào làm được. Rất tiếc. Anh rất buồn nhưng không biết phải làm sao.